Conan Kiss Haibara, Haibara Kiss Conan và Boom. Movie 26 không chỉ đạt kỷ lục doanh thu, mà màn truyền hơi dưới nước này còn biến đây trở thành một movie gây tranh cãi nhất, khiến cộng đồng fan vốn đang sóng yên biển lặng, nhưng chỉ sau 1 tiếng 49 phút đã lập tức nổ ra drama. Nhân vật vốn không đánh nhau, nhưng fan thì lại có. Về chuyện gì đã xảy ra trong movie 26? Hãy theo chân tôi tóm tắt nhanh Con tàu ngầm sắt màu đen để hiểu rõ hơn, trong khi chờ đón ngày công chiếu của movie 27 nhé. Mở đầu là màn đuổi bắt giữa Kier và một người phụ nữ tên Nina. Sau một pha phóng xẻ tiếp đất, Kier hầu như đã tóm được con mồi khi mũi súng của cô lúc này đang hướng thẳng vào đối phương. Nhưng thay vì bắn, Kier lại bảo, mau nhảy xuống sông, nhanh lên. Nói ít hiểu nhiều, có vẻ thứ cô muốn chính là bảo toàn mạng sống cho Nina. Nghe theo lời, cô ta đã nhảy xuống phía dưới, nhưng nào có để con mồi trốn thoát như Kier. Jean từ phía sau đã bắn viên đạn xuyên qua vai đồng bọn và ghim thẳng vào thái dương của Nina. Rõ ràng, đây không chỉ là tiêu diệt con mồi mà còn là cách Jean cảnh cáo sự lề mề của Kier. Chuyển cảnh đến trung tâm thương mại, nơi đội thám tử nhí đang tham gia vào trò bốc thăm, với giải nhất là chuyến đi đến đảo Hachijo ngắm cá voi. Đứng trước sự phấn khích của đám nhóc, ánh mắt Haibara lại rơi vào nơi phát phiếu thứ tự mua ghim cài áo bản giới hạn. Sau một lúc xếp hàng, và thứ cô nhận được chính là tấm phiếu cuối cùng. May mắn cho Haibara, nhưng người phía sau thì lại không. Trong khi đó, lại là một bà lão, dù rất tiếc nhưng vẫn phải nói số phiếu hiện đã hết. Cũng nhận thấy được sự thất vọng của bà lão, nên ngay sau đó, Haibara lấy cớ ghim cài áo quá đắt, vượt qua khả năng của mình, nên cô đã chủ động nhường tờ phiếu lại cho đối phương. Người chứng kiến được sự tử tế này phía trên cao, ngoài Ran còn có Sonoko. Cảm động trước lòng tốt của Haibara, cô tiểu thư nhà Suzuki đã quyết định bao luôn cả đám nhóc đi đến đảo Hachijo để ngắm cá voi sau khi đội thám tử nhí trượt giải nhất ở trung tâm. Ngay lập tức, bọn nhóc đã lên đường đến đó, nhưng sự phấn khởi đã bị dập tắt khi Conan nhìn thấy thanh tra Shiratori cũng ở đây. Tò mò này chưa kịp giải đáp thì Akai lại gọi đến thông báo. Tại thành phố Frankfurt của Đức có trung tâm mạng lưới camera an ninh của Cục Cảnh sát châu Âu. Cách đây mấy hôm đã bị một tên lạ mặt đột nhập. Khi ấy, có một nhân viên Europol đã nhìn thấy mặt kẻ này, liền đã bị Jean bịt miệng. Thông tin này được chính Kier cung cấp, nên từ đây có thể suy ra kẻ đột nhập chắc chắn cũng là thành viên thuộc tổ chức. Đặc điểm nhận dạng của tên này là kiểu tóc cornrow cùng với bí danh Pinga. Nghe bảo hiện tại hắn khá được lòng Rum. Đã vậy, hôm nay là ngày cơ sở kết nối với trung tâm đó có tên là Pacific Boy chính thức khởi động. Hiện cơ sở này được đặt rất gần nơi Conan đang đến. Biết thừa là cậu sẽ hứng thú điều này còn hơn cả việc ngắm cá voi, nên Akai mới gọi điện thông báo. Không phụ sự thất vọng của anh, sau khi âm thầm tách khỏi đám nhóc, bằng cách bám theo thanh tra Shiratori và Kuroda, Conan đã đến được nơi gọi là Pacific Boy. Phần lớn công trình đều nằm dưới biển, bọn họ vận hành theo cơ chế chìm nổi bằng bể ballast, dùng để chứa nước dằn tàu và giữ cân bằng, để điều khiển lực sóng biển. Đồng thời, phần nằm dưới biển cũng có tác dụng làm lạnh máy chủ có kích cỡ khổng lồ với hình dạng như cái phao, do đó công trình này mới được gọi là Pacific Boy. Cả nơi đây hầu như đều là khu vực hoạt động của nhân viên, trong số đó những thành phần chủ lực nhất tập trung ở phòng điều khiển. Dẫn đầu là Makino Yosuke, hiện là cục trưởng của Pacific Boy. Theo sau, ông còn có top 4 kỹ sư tài năng hiện đang làm ở phòng điều khiển là Naomi Argento, Grace đến từ Pháp, Leonhard đến từ Đức, và cuối cùng là S đến từ Ấn Độ. Bước vào phòng điều khiển, trước mặt họ hiện tại là camera an ninh của cảnh sát trên toàn Nhật Bản. Hôm nay, nó đang được kết nối với camera khắp châu Âu, và mục tiêu trong tương lai của họ còn là kết nối với camera trên toàn thế giới. Sau vụ việc đột nhập ở Europol, hiện Shiratori và Kuroda đến đây để phòng trường hợp tương tự xảy ra. Đồng thời, thứ bọn họ sắp được chứng kiến còn là việc kiểm tra camera an ninh trên khắp châu Âu, tích hợp khả năng nhận diện khuôn mặt, kết hợp với chương trình nhận diện mọi lứa tuổi mà Naomi đã tạo ra. Hệ thống sẽ dựa vào khung xương để tính toán sự lão hóa, sau đó dùng CG để tạo ra gương mặt. Tiếp đến là chức năng nhận diện gương mặt để tìm ra khuôn mặt phù hợp. Bước đầu test thử trên bức hình của Naomi lúc nhỏ. Ngay lập tức, kết quả trả về là hình của cô hiện tại được chính camera an ninh quay lại từ sở cảnh sát. Chương trình này có thể được ứng dụng lên nạn nhân bị bắt cóc hay những tội phạm truy nã trên toàn thế giới. Ngay lúc mọi người còn chưa hết kinh ngạc, thì phía bên dưới, Ray và Vermouth lại đang âm thầm thâm nhập vào Pacific Boy. Dù là người quen cả, nhưng khi chạm mặt trên hành lang, sự xuất hiện của Conan vẫn không khiến bọn họ chùn bước. Tiến thẳng vào toilet, nơi Naomi đang ở,
cả hai đã đánh ngất và bắt cô đi. Sự mất tích đột ngột của Naomi nhanh chóng được mọi người phát giác. Nhờ vào camera an ninh, bọn họ không mất quá nhiều thời gian để xác định kẻ đứng sau chính là hai nhân viên vệ sinh đã bước theo cô vào toilet. Dựa vào đó, Makino đã tìm đến được nơi mà hai kẻ lạ mặt đã xâm nhập vào. Nhưng muốn vào bằng đường này, bắt buộc phải có người bên trong hậu thuẫn và điều khiển cánh cửa dẫn trực tiếp ra biển. Và người có quyền này chỉ có Makino và 4 kỹ sư thuộc phòng điều khiển. Như vậy, cũng có nghĩa là trong số 5 người này, có kẻ là đồng phạm của hai tên đã bắt cóc Naomi. Cùng thời điểm, từ sợi dây chuyền của Naomi, Vermouth đã tìm thấy được một chiếc USB giấu bên trong. Và thứ được giấu bên trong đó lại là một file ảnh. Việc khiến mọi người còn sốc hơn cả khi ở đây lại chính là hình ảnh của Sherry được đặt cạnh hai Barbara với mức độ tương thích là 100%. Tin tức nóng hổi này ngay lập tức được đứa em trai khờ khạo thông báo đến Jean. Thời điểm này trong mạch truyện chính đã qua sự kiện Sherry được cho là đã chết trên chuyến tàu Beltree, nên khi nhận được tin này, Jean cũng hoài nghi lắm. Nhưng đứng trước sự kiên quyết của Vodka, hắn vẫn khăng khăng khẳng định việc cô đã biến thành trẻ con đã khiến Jean lung lay và quyết bay từ Đức về Nhật để tận mắt chứng kiến. Đồng thời, Jean còn hạ lệnh bắt cóc hai bà đá về. Nhưng người đầu tiên từ chối vụ này lại là Vermouth. Việc sửa đổi chương trình nhận diện mọi lứa tuổi và xóa mọi dấu vết của bọn chúng ra khỏi dữ liệu camera an ninh trong quá khứ vốn là nhiệm vụ ban đầu mà Rum đã giao. Việc có thêm hành động ngoài dự tính có thể sẽ khiến kế hoạch ban đầu bị thất bại. Do đó, người tiếp theo từ chối vụ này chính là Ray. Tiếp theo đến phiên Keir cũng xin từ chối lệnh của Jean. Cuối cùng chỉ còn mỗi Vodka đảm nhận việc này, nhưng hắn đâu có hành động một mình khi gã còn dự định sẽ lôi theo Pinga. Dù cho biết rằng hắn vốn không ưa Jean, nhưng hiện tại Pinga đang được Ram để mắt đến và hắn đang chờ cơ hội để Leonhard lên được vị trí cao hơn. Do đó chắc chắn Pinga sẽ tham gia vào vụ này. Trong khi đó, quay lại với Interpol, mọi người bắt đầu điều tra ghi chép việc mở cửa ra biển, để rồi phát hiện hệ thống đã bị hack từ bên ngoài. Hệ thống này đang được kết nối Europol với cảnh sát Nhật. Do đó thủ phạm có thể dùng backdoor, phần mềm giúp người dùng bỏ qua quy trình xác thực thông tin, thâm nhập trực tiếp vào hệ thống. Nếu đã dùng đến chương trình này thì dù ở bất kỳ nơi nào cũng đều có thể thao tác được. Như vậy có thể thấy từ vụ đột nhập ở Frankfurt đã cho thấy mục đích thực sự của thủ phạm chính là hôm nay khi Pacific Boy thực hiện kết nối với châu Âu. Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này, Vermouth đột nhiên kéo vali bỏ đi ra sân bay. Trong khi đó, mọi người ở phòng điều khiển được đưa vào thẩm vấn và đề nghị hiện giờ của phía cảnh sát là buộc phải ngừng hoạt động của hệ thống tạm thời. Tuy nhiên, chúng nhanh chóng vấp phải sự phản đối của Makino vì lo sợ sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín của Interpol. Hiện tại, Conan đã quay về với đám nhóc và phải đối mặt với đặc sản trong tất cả movie, đó chính là đố vui của tiến sĩ. Chủ đề lần này là cá voi. Câu đố là nhìn vào đâu để biết chúng đang nổi giận? 1. Tai. 2. Mũi. 3. Miệng. 4. Mắt. Và đáp án chính là 4. Mắt. Khi làm vẻ mặt giận dữ, hạ tay sẽ chạm vào mắt. Khóe mắt Mejiri còn được gọi là Mekujiru, bắt nguồn từ Mekujira wa tateru, tức là trao mày. Ngay sau buổi gặp mặt đám nhóc, Conan đã có cuộc trò chuyện riêng với Agasa, bàn về vụ mất tích của Naomi. Khi ấy, Habara đã âm thầm đi đến mà nghe được tất cả. Biết kẻ bắt cóc là đám người của tổ chức, cô cũng lo lắm. Nhưng Conan đã tháo kính của mình, thứ được xem như là bùa hộ mệnh của cậu và đeo nó cho Habara. Trong khi đó, bản thân Conan sẽ đeo cặp kính dự phòng của cô. Có như vậy chúng mới khiến Habara thấy an tâm. Tuy nhiên, hộ mệnh kiểu gì mà ngay trong đêm đó, Vodka cùng Pinga đã tìm được tới tận khách sạn và tiến hành bắt cóc cô. Conan ngay sau đó đã phát hiện ra điều này và quyết dí tới cùng, nhưng dù cho có gọi Agasa thì vẫn không kịp. Lúc này nhân tố thứ ba xuất hiện, đó chính là Ran. Cô bay thẳng từ ban công xuống và sau đó là dồn đòn tấn công dồn dập lên Pinga khiến hắn lui thẳng ra phía sau. Do đánh khá hăng nên về sau cô đã không chú ý đến sự hiện diện của Kianti cùng nòng súng của cô ta. Phát đầu tiên, Conan nhanh chân cứu được Ran một mạng, không cho bà ta có cơ hội thứ hai. Ngay sau đó, cậu cùng với chiếc gương ô tô bị bung ra sau phát súng đầu. Nhờ vào giày tăng lực, Conan đã sút thẳng nó về phía Kianti khiến bà ta đánh rút vội. Ran ở lại khách sạn trong khi cậu cùng Agasa tiếp tục đuổi theo Pinga. Theo được một đoạn, cả hai tiến hành chia nhau ra nhằm chặn đứng chiếc xe của Pinga. Nhưng khi bị dồn vào vách núi, hắn lại không có ý định dừng lại mà cho xe lao thẳng xuống biển. Quyết không để mất dấu, Conan chạy phía sau cũng lao theo để rồi chứng kiến địa điểm Pinga đi đến chính là một con tàu ngầm. Tóm không được đám người đó, cậu đã quay về báo cáo điều này cho phía cảnh sát và nhờ bọn họ hỗ trợ. Nhưng tin thế đếch nào được
khi thứ Conan muốn kể lại là sự xuất hiện của một con tàu ngầm. Tuy nhiên, trông thấy sự quyết liệt của Conan nên bọn họ cũng bất đắc dĩ kiểm tra lại camera an ninh. Không dừng lại ở đây, Conan còn tiếp tục gọi báo cho phía FBI là Akai nhờ anh đối phó với tàu ngầm. Trong khi đó ở phía Haibara lúc này cũng đã tỉnh, cô bị nhốt chung với Naomi. Ngay khi nhìn thấy Haibara, Naomi đã khẳng định gương mặt này rất giống Shiho. Sau đó Vodka bước vào và đề nghị Kier trói Haibara lại. Tranh thủ lúc ấy, cô đã để lại máy nghe lén trên người Kier. Đối với hành động có phần lộ liễu này, đương nhiên là cô biết thừa Haibara có ý lợi dụng mình, nhưng Kier vẫn quyết làm ngơ. Đồng thời phía Conan, Ray chủ động liên lạc đến và thông báo thời điểm Jin sẽ tới tàu ngầm. Hắn sẽ lên đó từ trên không, do đó buộc con tàu phải nổi lên. Đây chính là cơ hội cho cậu. Trở lại phía cảnh sát, bọn họ đã cho kiểm tra camera an ninh, nhưng tất cả đều không nhìn thấy được con tàu ngầm nào. Đã vậy, đoạn đường mà đêm qua hai ông cháu đuổi theo Pinga cũng không có bất kỳ đoạn nào ghi lại sự xuất hiện xe của hắn. Từ đó suy ra được, hình ảnh đã bị ghi đè. Trong khi đó, phía Naomi sau khi nhìn thấy khuôn mặt giống hệt Shiho của Haibara, cô đã trải lòng về lúc nhỏ, nơi Naomi có duyên gặp được Shiho. Khi ấy, lúc học ở Mỹ, vì có vẻ ngoài khác lạ, cô đã bị đám người ở đấy bắt nạt. Shiho như một vị cứu tinh đã xuất hiện và bảo vệ cho cô. Nhưng cũng vì hành động này mà đám bắt nạt đã chuyển hướng sang Shiho, trong khi vì quá sợ mà Naomi đã chọn cách im lặng. Vì muốn không còn nạn phân biệt chủng tộc nữa, nên cô đã tạo ra chương trình nhận diện mọi lứa tuổi. Sau đó thì Interpol đã chủ động liên lạc với Naomi để thử nghiệm chương trình này. Họ đã cho phép cô truy cập vào camera an ninh của Nhật để rồi tìm thấy được Shiho, nhưng máy tính cũng đồng thời quét ra được cả Haibara. Trong lúc mọi người còn đang hoang mang tìm thủ phạm thì có lẽ Leonhard đã biết được hắn là ai. Thay vì báo với cảnh sát, ông lại tìm đến gặp riêng thủ phạm để rồi bị hắn đánh thuốc. Ngay sau đó, phía phòng điều khiển đột nhiên nhận được thư của chính Leonhard gửi đến và chủ động nhận tất cả lỗi. Tiếp theo đó là đoạn hình ảnh được quay lại bằng camera cảnh Leonhard 44 ngay tại quầy cà phê. Tại hiện trường, ngoài mùi cà phê đổ khắp nơi, còn ngửi được cả mùi dung môi phả loãng sơn. Nhưng điều khiến mọi người nghi ngờ là Leonhard vốn có phòng riêng, nhưng lý do gì khiến hắn lại chọn cách kết liễu tại quầy cà phê? Với nhiều vấn đề chưa được sáng tỏ, nên Kuroda đã kiến nghị nhờ trực thăng đưa thi thể về đất liền tiến hành giải phẫu. Trong khi đó, phía Naomi cũng dần xác định được lý do bị bắt cóc. Khi chương trình nhận diện mọi lứa tuổi hoàn thành, Pinga đã chủ động liên lạc qua mail đưa ra số tiền rất lớn với ý kiến về việc sẽ cải tạo sử dụng độc quyền hệ thống. Nhưng đã bị Naomi từ chối vì cô quyết định sẽ dùng nó cho Interpol. Ngay sau đó, Vodka đã xuất hiện và một lần nữa ép Naomi cải tạo hệ thống cho chúng. Trông thấy thái độ bất hợp tác của cô, Vodka đã dùng đến bố Naomi để đe dọa cô. Không chỉ dừng ở mức hù, Con đã được cử để ám sát ông. Dù cho FBI có nhúng tay vào đi chăng nữa, thì hắn vẫn kịp ghim thẳng viên đạn chính xác vào trán bố Naomi, khiến cô gần như rơi vào tuyệt vọng. Đúng lúc này, Conan đã chủ động liên lạc đến thông qua huy hiệu thám tử. Biết được thời điểm con tàu ngầm sắp nổi lên để đón Jin, nhưng đến hiện tại, cậu vẫn chưa biết cách nào vào được con tàu ngầm này. Biết được điều này, nên Kier đã vờ hỏi dò từ Vodka về việc Jin sẽ lên tàu bằng đường nào, cũng như đề cập trực tiếp đến ống phóng ngư lôi. Nhằm mục đích thông qua máy nghe lén, Haibara sẽ tự tìm được đường thoát. Không dừng lại ở đó, cô còn lừa Vodka, khiến hắn cung cấp thêm thông tin về đường này, tạo điều kiện cho Haibara tìm cách thoát ra biển. Trong khi đó, Vodka vẫn không biết mình bị lừa mà còn tận tình chỉ bảo. Nhiệt tình cộng ngu dốt thành ra lại phá hoại. Nên khi Jin đáp cánh, tìm đến căn phòng nhốt Haibara thì cũng là lúc cô cùng Naomi đã trốn thoát từ khi nào. Đồng thời khi nhận được tin có kẻ đã chui vào phòng phóng ngư lôi, thì ít nhiều Jin cũng đã nhận ra người mình cần tìm đang trốn ở đây. Đến nơi thì cô đã sớm chui vào trong và không có cách nào mở cửa được. Đã vậy, chỉ còn 70 giây nữa là người bên trong sẽ thoát ra biển. Không bỏ lỡ cơ hội này, Jin đã có ý định gạt cần, giết cả hai người trốn bên trong, nhưng lại bị Kier ngăn cản. Thuyết phục rằng, chẳng phải bản thân hắn cũng tò mò lý do vì sao Sherry lại teo nhỏ hay sao? Nếu đã như vậy, thì hơn ai hết, chắc chắn Jin sẽ muốn nghe được chính miệng cô ta giải thích. Nên đó là lý do mà Kier đã đưa ra để Jin không thể ra tay giết hai người ở trong được. Nghe vô lý, nhưng nó lại thuyết phục được Jin, khiến hắn từ bỏ ý định đó. Trong khi đó, sau khi thoát ra khỏi tàu ngầm, Conan cũng đã có mặt từ sớm ở bên ngoài, bơi đến hỗ trợ cả hai lên bờ. Chưa hết đau đầu với đám đồng bọn phế, từ phía Vermouth còn gửi đến thông tin. Sau khi nhìn thấy file hình ảnh của Naomi có gương mặt của Sherry có chữ test, cô đã dùng chương trình nhận diện mọi lứa tuổi để tìm gương mặt của Sherry.
Và kết quả là rất nhiều khuôn mặt chủng với cô đều được máy tính nhận ra và tự đánh giá là trùng khớp. Có vẻ như hệ thống này có khuyết điểm là khi phán đoán những người có gương mặt giống nhau đều là cùng một người. Hay nói cách khác, đây chẳng qua chỉ là một hệ thống dởm. Chuyện đến nước này thì chỉ còn cách dùng đến phương án cuối cùng là từ bỏ chương trình bằng cách nhấn chìm nó cùng cả Pacific Boy xuống dưới biển. Và đây chính là mệnh lệnh trực tiếp từ ông trùm. Về phía Conan, sau khi cứu thành công Haibara, cậu còn biết được trước khi bị đánh ngất, cô còn ngửi thấy mùi giống dung môi pha loãng sơn. Như vậy có thể liên hệ đến vụ của Leonhard. Hắn cũng đã bị đánh thuốc mê trước khi chết. Đồng thời, khi nhìn thấy cách Naomi uống nước, ngay lúc này Conan gần như đã phá được vụ án. Như vậy, người tiếp tay cho người bên ngoài bắt cóc Naomi và Haibara sát hại Leonhard chính là một trong số những người ở phòng điều khiển. Sở dĩ ban đầu hắn đánh thuốc mê với Leonhard rồi sau đó mới ra tay với ông, đó là vì vụ lần này nằm ngoài dự tính. Vì không có kế hoạch ngay từ đầu nên hung thủ mới dùng thuốc mê lên Leonhard, trùng loại với lúc bắt cóc Haibara. Đó chính là loại có chứa ether, và để che đậy được mùi này, hắn mới phải đổ cà phê lên thi thể Leonhard. Còn với đoạn camera mà mọi người nhìn thấy cảnh Leonhard 44, hung thủ đã dùng deepfake để ngụy trang. Do phòng riêng không có camera nên hung thủ đã lợi dụng thời điểm dọn dẹp quầy cà phê định kỳ để cải trang thành nhân viên và giấu Leonhard vào xe đẩy đưa đến đó. Trong lúc dàn dựng hiện trường, hắn đã chỉnh camera an ninh thành hình ảnh lặp. Sau đó hung thủ nhét thuốc độc vào miệng và giết nạn nhân tại đây. Tiếp theo là thay đồ giống Leonhard, rồi diễn lại cảnh đau đớn trước khi trúng độc trước camera an ninh. Việc hắn ngã xuống chiếc bàn là để che đi thi thể, phòng trường hợp xảy ra xung đột thời gian thực khi chuyển đổi với hình ảnh thực tế trong camera ở quầy cà phê. Lý do khiến hung thủ mặc lại đồ nạn nhân để diễn cảnh đó là vì thời gian quá gấp nên chỉ có gương mặt là được dùng CG. Để làm được điều này, hắn đã xài chương trình của Naomi với kỹ thuật tạo gương mặt bằng CG. Nếu là dữ liệu của nhân viên thì khả năng cao có thể chuẩn bị trước. Bằng chứng chứng minh đây là deepfake chính là hành động của hắn sau khi uống cốc nước. Ngón tay đã bất giác lau nhẹ qua miệng cốc. Đó không gì khác là hành động lau vết son, và người duy nhất có thể làm điều này chính là Grace. Tuy nhiên, đó chẳng qua cũng chỉ là thói quen khi phải vào vai phụ nữ. Đã vậy, vào cái đêm Ran tương tác với Pinga, cô đã để lại trên cổ hắn một vết thương rất to. Nên việc bây giờ chỉ cần kiểm tra cổ của Grace là sẽ rõ thân phận của tên này. Không chỉ vết thương đó được tìm thấy, mà người ta còn nhìn được yết hầu của hắn. Chuyện đã tới nước này, tên Pinga cũng đành lộ diện. Đã vậy, hắn cũng chính là kẻ đã lén vào Europol mấy hôm trước. Vốn đã định rút lui, nhưng Pinga lại chẳng may bị một nhân viên nữ phát hiện. Để chặn đứng người này, hắn đã liên lạc với Kier đuổi bắt và ta có cảnh ở đầu movie. Tiếp đến là lý do khiến Pinga ra tay với Leonhard. Đây được cho là hành động ngoài dự tính vì Leonhard đã phát hiện ra việc Pinga động tay động chân với camera an ninh, khiến cảnh sát không tìm ra được tàu ngầm hay chiếc xe đã bắt cóc Haibara. Nhờ vào việc kiểm tra lóc thời điểm ra vào phòng điều khiển tối qua, sẽ biết ngay ai là thủ phạm. Đến lúc này khi đã bị phát giác, Pinga ấn gì đó trên điện thoại rồi nhanh chóng tẩu thoát. Trên đường chạy, hắn lại bị Ran chặn lại. Nhưng không giống ở đầu movie, lần này Pinga đã đá cô rơi thẳng xuống từ ban công. May là Kuroda đã kịp thời đỡ phía dưới, nên Ran không có bất kỳ thương tích nào. Dựa vào camera nhìn thấy được đường chạy tiếp theo của hắn là rẽ sang phải. Nhưng chỉ có mình Conan là nhìn ra camera quan sát ở hành lang bị đảo ngược. Theo đó, hướng chính xác là bên trái. Vì vậy mà cũng chỉ có mình cậu đuổi theo kịp hắn. Nhưng cũng tại đây, Pinga đã bóc trần thân phận thực sự của Conan, chính là Shinichi. Để có được kết quả này, hắn đã điều tra dựa trên chương trình của Naomi và có được kết quả trùng khớp. Giờ việc hắn cần làm là báo vụ này cho Ram, trực tiếp hạ bệ Jin. Nhưng điều đó đã vấp phải sự đánh giá của Conan. Cậu cho rằng một người trẻ trâu như Pinga chẳng qua cũng chỉ là đang bắt chước Jin. Lời này đánh trúng vào chỗ ngứa nên khiến hắn phát điên và tương tác nhiều lần lên người Conan. Nhưng Sato đã có mặt kịp thời nên mới làm gã chịu dừng tay mà tiếp tục chạy. Ngay sau đó, Ray gọi đến để thông báo tình hình. Phía tàu ngầm sắp phóng ngư lôi tới Pacific Boy nhằm chôn vùi cả hệ thống. Nhưng phía Kuroda đã sớm tiếp nhận được thông tin và kịp thời cho chuẩn bị mồi nhử để dẫn dụ ngư lôi. Tuy nhiên không ở mãi vị trí bị động, Conan đã liên lạc với Akai và cho bọn họ tự nói chuyện với nhau. Phía Akai hiện tại đã có được vũ khí của quân đội Mỹ có thể gây tổn hại cho tàu ngầm. Nghe đến việc sử dụng vũ khí của Mỹ lên nước Nhật, thông thường điều này sẽ vấp phải sự phản đối của Ray. Nhưng chuyện đã đến nước này, anh cũng đành chấp thuận khi đặt câu hỏi, vũ khí đó có thể ngăn chặn lại đúng không? Và để giúp Akai bắn trúng mục tiêu, điều cần thiết
là phải có được vị trí chính xác của tàu ngầm. Do đó nhiệm vụ này được giao lại cho chính Conan. Quay trở lại phía Pinka, hắn nhờ Vermouth điều khiển từ xa mà cũng đã thoát ra được Pacific Boy. Ngay sau đó phía Jean đã hạ lệnh bắn ngư lôi. Ban đầu vì có mồi nhử nên chúng đều bị dẫn dụ sang nơi khác. Nhưng sau đó Vermouth tiếp tục điều khiển từ xa, khiến cho cửa phòng mồi nhử đóng lại, buộc họ phải di tản. Đến khi mọi người đã lên tàu thành công thì cũng là lúc Pacific Boy bị nổ tung. Sau đó phía Pinka đã chủ động liên lạc với Jean. Dường như lúc này cả hai đều có thứ muốn cho đối phương xem, nên hắn đã yêu cầu Pinka đến tàu ngầm để trao đổi. Đồng thời phía Conan dưới biển cũng đã tìm được vị trí của con tàu ngầm. Hành động này được đánh giá là khá nguy hiểm, nên khi biết được ý định này của cậu, Habara liền lặn xuống biển để tìm Conan. Sau khi hạ được Pacific Boy, Jean lập tức hạ lệnh đi đến địa điểm gặp Pinka. Vì con tàu di chuyển đã tạo ra xoáy nước, ngay lúc chỉ còn một tí nữa là sẽ cuốn Conan vào bên trong. Cậu đã kịp thời dùng đến phát minh của tiến sĩ, bắn thẳng vào tàu ngầm và khiến cả một vùng biển phát sáng. Từ đây khi quan sát từ trực thăng, Akai hoàn toàn có thể xác định được chính xác vị trí của nó và ngắm bắn chính xác. Ngay khi con tàu rơi vào trục trặc thì cũng là lúc Conan gần như mất ý thức dưới nước, khi máy thở bị cuốn đi sau xoáy nước lúc nãy. Nhưng may mắn là Habara đã tìm thấy được cậu, và sau đó ta có màn hô hấp nhân tạo dưới nước gây nên sóng gió trên mạng xã hội một thời gian qua. Nhờ có sự xuất hiện kịp thời này mà Conan đã được cứu sống. Nhưng Pinka thì lại không. Hắn không hề hay biết tới việc con tàu ngầm bị tấn công nên đã chủ động bơi đến tiếp cận nó. Trong khi ở đây lại cất giữ rất nhiều bí mật của tổ chức, nên Jean mới ra lệnh phá hủy cả nơi này mà không báo cho Pinka biết. Kết quả, hắn cùng với con tàu ngầm đã vĩnh viễn nổ tung dưới đáy biển. Đồng thời khi nó nổ thì cũng là lúc Conan và Habara đã lên bờ thành công. Nhưng khi cậu quay lại thì đã thấy cô đang nằm bất động dưới đất. Ngay khi Conan định hô hấp nhân tạo thì Habara đã có hành động đẩy ra. Cùng thời điểm này, con tàu của Ran cũng cập bến. Trông thấy tình hình, cô liền chạy tới. Ngay lúc Ran định hô hấp nhân tạo thì phía Habara đã chủ động hôn lại cô nàng với ý nghĩ trả lại đàng hoàng đôi môi của Conan. Sau đó, mọi chuyện dần ổn thỏa. Từ bỏ việc khôi phục Pacific Boy ở đảo Hachijo, cơ sở Interpol dùng để kết nối với camera an ninh trên toàn cầu sẽ được đặt ở quốc gia khác ngoài Nhật Bản. Nên vì thế mà về sau, Naomi cũng phải chuyển đi theo. Tuy nhiên, đến khi movie kết thúc, điều sốc hơn cả là thông tin chương trình của Naomi tạo ra vốn không phải là đồ dởm. Mà thực chất, Vermouth đã tiến hành cải trang thành nhiều hình dạng của Sherry và để lại hình ảnh của cô ở camera khắp nơi, khiến chương trình hiểu lầm và cho kết quả sai lệch. Nhưng cũng nhờ vậy mới khiến tổ chức từ bỏ chương trình, nhận diện mọi lứa tuổi của Naomi. Đến giờ, Conan vẫn không hiểu vì sao Vermouth lại có hành động này. Nhưng đến cuối cùng mới vỡ lẽ, bà lão mà Habara đã nhường tấm phiếu mua hàng ở trung tâm thực chất chính là Vermouth. Đến hiện tại khi tháo bỏ lớp mặt nạ, ngay ghim cả trên áo cũng chính là chiếc ghim giới hạn mà Habara đã nhường cho Vermouth. Và đó là tất tần tật về movie 26. Nhìn chung đây vẫn là một movie khắc họa về tình bạn đẹp giữa Habara và Conan. Khi không chỉ có cậu nhóc luôn luôn ở thế chủ động cứu Habara, mà giờ là đến phiên cô cũng sẽ làm điều tương tự. Đồng thời trái với sự tiêu cực của Habara khi mới bị teo nhỏ, có thể thấy hiện tại cô đã khoác lên mình sự lạc quan, ảnh hưởng trực tiếp từ Conan. Do đó tạm biệt những chuỗi ngày phải trốn tránh vì sợ, giờ đây Habara đã được cho xuất hiện với một hình ảnh mạnh mẽ, không chỉ sẵn sàng ra tay cứu đồng đội mà còn cứu những người cần được giúp như Naomi. Đến hiện tại, sau khi movie 26 ra mắt được 1 năm thì cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi, movie 27 Ngôi sao 5 cánh triệu đô sẽ được công chiếu tại Việt Nam. Nói đến đây thì có anh em nào hóng review về movie này hay không? Nếu có thì hãy bình luận xuống phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì nếu thấy hay, nhớ để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe để theo dõi chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn phía sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. See ya!